thì chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ hộ nghèo của nước ta đã giảm đi qua hàng năm. Tuy nhiên thì tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng miền và giữa các tỉnh lại có sự thay đổi. Vâng, có thể thấy là nhiều tỉnh ở vùng đồng bằng nhưng tỷ lệ hộ nghèo lại xấp xỉ, thậm chí là còn cao hơn các tỉnh trung du miền núi. Vì sao lại có tình trạng như vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với nhà báo Trịnh Bá Ninh ngay sau đây. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Thưa ông, cùng với sự phát triển của cả nước thì tỷ lệ hộ nghèo của nước ta thì cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên lại có khác biệt giữa các tỉnh, giữa các vùng miền với nhau. Theo ông thì điều đó phản ánh điều gì ạ? Do tính chất địa hình chia cắt, do tính chất cái lịch sử các vùng đất ấy nó khác nhau, do tập quán canh tác cũng như là do các điều kiện cơ bản nhất, đó là những cái điều kiện liên quan đến hạ tầng và khoa học kỹ thuật. Miền núi chẳng hạn thì chắc chắn là sẽ phát triển chậm hơn miền xuôi, và chúng ta hơn một nửa thế kỷ nay chúng ta muốn đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, nhưng đấy là một quá trình rất dài, bởi vì ở miền núi dẫu sao nữa thì rất nhiều điều kiện nó sẽ khó khăn hơn ở miền xuôi. Thưa ông, nhưng cũng có một cái thực tế rằng là hiện nay theo báo cáo thì là ở một số tỉnh ở vùng đồng bằng lại có cái tỷ lệ hộ nghèo cao hơn hoặc là xấp xỉ so với các cái tỉnh ở vùng miền núi. Vậy thì điều đấy có phản ánh điều gì không thưa ông? Tức là ở đây nó có vấn đề là, một là anh thống kê nó không chuẩn, hai là anh trong các tài liệu của các cơ sở đưa lên, người ta gọi tài liệu gốc ấy, đưa lên ấy, cho tỉnh để thống kê lại là nó không trung thực. Ở đấy thì nó chỉ có hai khả năng thôi, một anh cộng sai nếu về toán, hai là anh báo cáo không trung thực. Đấy, chứ còn không thể có một cái ngoại lệ khác được. Thưa ông, có ý kiến cho rằng là cần phải xem xét lại các tiêu chí để chấm điểm hộ nghèo và cách điều tra, rà soát hộ nghèo, bởi hiện nay nó có rất nhiều bất cập, chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Bất cứ một chính sách nào hoặc là bất cứ một cái công cụ nào để đo cái chuyện giàu nghèo ở các nơi thì nó cũng không thể nào đạt được giá trị tuyệt đối, nó chỉ đạt ở giá trị tương đối thôi. Khi khung mà chính phủ đặt ra thì nó chỉ bao quát trên một cái đại thể nào đó thôi. Cho nên chúng ta không thể chờ mong được những chính sách mà ở đấy cái độ quét nó có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu. Đấy, cho nên tôi cho rằng là những cái thang bậc để chấm nghèo hay không nó phải xuất phát từ những điều kiện thực tiễn, còn thang bậc nó chỉ là một cái khung chung thôi. Vâng, cũng qua phần tổng hợp vừa rồi thì chúng ta lại có thể thấy rằng khi mà là hộ nghèo thì họ được nhận rất là nhiều các khoản hỗ trợ, như là được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ tiền điện, tiền xây nhà và còn được miễn giảm học phí cho con và được vay vốn với lãi suất rất là ưu đãi, phải không ạ? Vâng, đúng là như vậy ạ. Những khoản hỗ trợ này thì cũng đã phần nào giúp cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn, nhưng nhiều khi cũng khiến cho họ ỷ lại trông chờ. Vậy với các hộ nghèo không muốn thoát nghèo thì trách nhiệm này thuộc về ai? Xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây để có câu trả lời. Xin được tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà báo Trịnh Bá Ninh ạ. Vâng thưa ông, qua phần tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là những hộ nghèo thì có rất nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ. Chính vì vậy mà có nhiều câu chuyện diễn ra ở các địa phương là khi bình xét hộ nghèo thì có rất nhiều hộ không muốn thoát ra khỏi hộ nghèo, cũng như là muốn tiếp tục cái tình trạng tái nghèo. Vậy thì ông có nhận xét gì về vấn đề này ạ? Thông thường là những chính sách của chúng ta là đặc biệt là những chính sách mà cho không hoàn lại, tức là hỗ trợ không hoàn lại, là những chính sách đó bao giờ cũng bị lợi dụng nhất. Chứ còn chính sách mà để cho vay, nhớ, cho vay và để sản xuất, hỗ trợ sản xuất ấy, thì cái đấy sẽ bắt đầu khó, bởi vì khi anh cho vay là người ta bắt đầu xét rất kỹ. Bởi ngân hàng khi người ta cho vay, người ta phải đánh giá xem khả năng ông này có thể là hoàn được vốn cho mình hay không. Chứ còn chính sách cho không ấy, là luôn luôn bị một cái sơ hở là rất nhiều người đăng ký, và đấy là một cái hạn chế nhất của cái vấn đề ở đây là cái chính sách đấy. Chính sách cho không theo tôi là chính sách không nên áp dụng, trường hợp nào cũng không nên áp dụng ở điều đó. Còn nói theo ngôn ngữ dân gian ấy là thôi cho họ cần câu và đừng, không nên cho họ con cá. Vậy để xảy ra tình trạng này thì trách nhiệm thuộc về ai thưa ông? Tôi nghĩ là trước hết là phải đánh thẳng vào cái lương tâm của tất cả những người ở đấy. Ở đấy nó phải có lòng tự trọng. Tại sao có những ông cụ 80, 82, 83 tuổi miền núi ấy, cũng làm đơn xin ra khỏi nghèo? Bởi vì sao? Ông đã nuôi được con bò rồi. Và năm ngoái ông còn nghèo, nhưng năm nay ông được hỗ trợ một con bê và ông nuôi được thành con bò. Và ông làm đơn đăng ký là tôi xin ra khỏi hộ nghèo. Rất nhiều những cái người dân ở trên miền núi, rất ở cái vùng Bá Thước, Quan Hóa của Thanh Hóa, hoặc trên Hà Giang, hoặc trên Lai Châu, chúng ta thấy vô vàn. Có những rất nhiều gia đình, người ta cho rằng là chúng tôi đã thoát nghèo rồi, chúng tôi tự nguyện làm đơn. Nguyên tắc ban đầu bao giờ tôi cũng cho rằng ở đấy không phải trách nhiệm chính quyền hay không đâu, mà ở đấy là mình phải làm sao cho những người dân ý thức được rằng thế này này, nếu mình đã thoát nghèo rồi thì cái phần lẽ ra mình được hưởng
phải để nhường cho người khác. Theo ông, việc quản lý và theo dõi các hộ nghèo nên được thay đổi như thế nào cho phù hợp? Tôi nghĩ rằng cách quản lý hộ nghèo hay không thì nó phải rõ ràng như thế này này. Nếu anh đã ở cái vai chính quyền địa phương ấy, ở cấp xã, thế thì anh phải phân định ra là trong những cái hộ nghèo này, trong tất cả hộ nghèo ở cái xã mình đang quản lý ấy, ví dụ một xã khoảng chừng có 1.000 hộ, thì ở đấy anh phân định ra có khoảng 10% hộ nghèo đi, tôi lấy một cái số bình quân đi. Thế thì anh phải phân định ra là những hộ nghèo đấy thì do lý do vì sao hộ nghèo, anh phải nắm được chắc, rất chắc là những đấy thì bao nhiêu phần trăm là nghèo do điều kiện khách quan, ốm, đau, bệnh tật, thiên tai, lũ lụt, bao nhiêu phần trăm là nghèo do nghiện ngập, cờ bạc, hút sách, bao nhiêu phần trăm những người nghèo do không có vốn mà người ta có khát khao làm giàu. Chừng nào anh phân định được một cách rành mạch như thế, anh phải tham khảo ý kiến quân dân chính đảng cả một xã đấy. Nếu anh mà nghiện ngập, hút sách, các thứ, cờ bạc thì tôi phải giáo dục anh nhá. Anh ốm đau bệnh tật thì phải có chính sách để cho họ thoát được đấy. Và những anh mà cần vốn làm ăn thì phải tạo điều kiện cho họ, mà xếp vào họ nghèo để họ có cái chính sách về tín dụng, chứ không phải là đưa cho họ 10 con gà, đưa cho họ 1 con bê. Vâng, có thể thấy là không chỉ hỗ trợ người dân thông qua các chính sách mà việc hỗ trợ sinh kế cũng đã giúp họ thoát nghèo một cách bền vững và hiệu quả. Không biết là anh Thiên Minh có đồng ý với ý kiến này hay không ạ? Vâng, đúng là như vậy. Nhưng làm sao để những nguồn vốn hỗ trợ người nghèo được sử dụng một cách hiệu quả nhất cũng như là giúp giảm gánh nặng ngân sách nhà nước? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây. Theo ông thì cần có những cái biện pháp gì để chính sách hỗ trợ người nghèo không bị lợi dụng cũng như là gây gánh nặng đối với ngân sách nhà nước ạ? Vấn đề cuối cùng của nó vẫn là ý thức và tâm lý của mỗi một người trong cộng đồng đó như thế nào. Cho nên tôi nghĩ rằng khi làm nó phải dứt khoát, nó phải ngay từ đầu. Người ta gọi mất lòng trước còn hơn được lòng sau. Ở quê người ta nói câu như thế. Không có một chính sách nào có khả năng bao quát trên toàn bộ gần 100 triệu người dân như thế này một cách bao quát hết toàn bộ những vấn đề như thế, mà bao giờ phải trông đợi sự tự giác của người dân. Tự giác của người dân rồi các xã phải có một cái trách nhiệm, và những người lãnh đạo ở huyện đấy, cần cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể và trong năm cụ thể đấy, nó phải từ vấn đề cơ sở, sau đó cơ sở và cấp trên lúc đó sát nhập gom lại cái số liệu đó để phân tích rồi quyết định thì nó mới chính xác được. Xin được cảm ơn ông ạ.